Kính chào các bạn, đây là khuôn khổ đấu bán kết của giải bóng chuyền hơi toàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Trước mắt chúng ta là một trận đấu nam giữa đội tuyển bóng chuyền hơi Hàm Yên và đội tuyển bóng chuyền hơi của huyện Chiêm Hóa. Như vậy trước mắt chúng ta là đội nam trang phục áo xanh là đội Hàm Yên
rồi các bạn, đội áo xanh là đội Chiêm Hóa, đội tuyển Chiêm Hóa là đội áo xanh, còn áo đỏ là đội Hàm Yên. Điểm cho đội Hàm Yên 8-11. Pha đánh bóng ra ngoài của đội Chiêm Hóa. Điều khiển trận đấu này là trọng tài chính Mông Văn Chuẩn. Chiêm Hóa đang dẫn Hàm Yên 17-12 ở hiệp đấu thứ hai.
Đây là ít phút giải lao hội ý của hai đội và chúng ta chuyển sang phần thi đấu của đội nữ. Bên phía sân bên kia là hai đội nữ của huyện Hàm Yên và đội nữ của thành phố Tuyên Quang. Đội nữ Hàm Yên đang dẫn nữ thành phố 20-11. Và chúng ta tiếp tục trở lại cái phần thi đấu của đội Nam Chiêm Hóa và Nam Hàm Yên. Phát bóng ra ngoài. Chiêm Hóa đang dẫn Hàm Yên với tỷ số 19-13. Hàm Yên chắn bóng tốt, điểm 14-19. Chiêm Hóa 20-14. Hàm Yên đánh bóng chưa qua, như vậy ở hiệp thứ hai Chiêm Hóa đã thắng Hàm Yên với tỷ số 21-14. Thưa quý vị, đây là khuôn khổ của giải bóng chuyền hơi toàn tỉnh năm 2022, được khai mạc từ sáng mùng 10, tức là mùng 10 tháng 3 năm 2022. Như vậy chiều nay sẽ còn là hai trận đấu chung kết. Và chúng ta
ta sẽ tạm nghỉ tại đây để lát nữa chúng ta sẽ vào trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ ba giữa đội tuyển Hàm Yên và tuyển Chiêm Hóa sẽ tiến hành sau vài phút nữa.